Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Anh chị và các bạn có nhu cầu tìm kiếm những cái chiếc xe giá rẻ thì có thể truy cập ngay tại web otoxehoi.com để xem thông tin cụ thể những chiếc xe anh chị và các bạn đang cần tìm. Với thông tin ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật gửi đến anh chị và các bạn thông tin về chiếc xe Hyundai Accent phiên bản máy 1.4 số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất là 2014. Làm anh với quãng đường là 75.000 km. Tổng quan về ngoại thất của chiếc xe anh chị có thể tham quan qua. Với ngoại thất của chiếc xe là màu bạc, nội thất của chiếc xe là màu ghi. Bác chủ thì lên cũng rất là nhiều đồ chơi như hệ thống cam 360 và một số tiện ích bên trong chiếc xe. Anh chị và các bạn cùng tham quan và đánh giá thẩm định cùng em về chất lượng của chiếc xe này. Chủ xe đi thì vẫn còn rất là giữ gìn, nên mọi chi tiết của chiếc xe nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao. Xe đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội rồi. Khi mua về các thành phố lớn thì anh chị và các bạn sẽ không bị mất 20 triệu tiền biển. Tiền phí đổi biển của chiếc xe này thì bây giờ nó chỉ rơi vào khoảng 2% lệ phí trước bạ, rơi vào khoảng hơn 6 triệu một chút thôi. Cùng với phí đổi biển mất mấy trăm nghìn nữa là anh chị và các bạn có thể lăn bánh được chiếc xe này rồi. Đấy, tổng quan chi tiết của chiếc xe thì bác có thể ngắm qua. Với những đường nét của nó thì vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo. Thảm trải sàn rồi là những cái chi tiết lốp sơ cua. Với phần lốp sơ cua này thì đã hạ rồi. Cái lòng thành cốp của chiếc xe chị có thể thấy không hề có hiện tượng bị đâm va hay gò hàn lại gì cả. Đây là những phần cốp của chiếc xe chị có thể tham quan về những phần keo chỉ. Rồi những phần dập của nhà sản xuất. Mọi chi tiết đều theo nguyên nhà sản xuất khi xuất xưởng. Đấy, chị có thể thấy ở phần đuôi này nó có hơi móp một chút. Ở phần đuôi này do quá trình di chuyển lùi xe, bác chủ bị lùi sát quá nên nó bị móp. Em vẫn để nguyên như vậy cho anh chị và các bạn có thể tham quan và đánh giá được cái lượng sơn zin của chiếc xe. Và đây là những chi tiết về tổng quan về không gian hành khách. Với những phần keo chỉ, đinh tán, ốc ác, rồi những phần táp ly. Với những cái phiên bản nhập khẩu ấy thì nó có cái tiêu chuẩn nó sẽ cao hơn xe lắp ráp trong nước. Nên cái cảm giác lái của mỗi chiếc xe nó sẽ có cái sự khác nhau. Với đây là những cái tổng quan về không gian ghế ngồi thì em cũng quay qua, anh chị có thể tham quan. Nếu anh chị và các bạn mà đang yêu thích mẫu xe này thì mình có thể qua trực tiếp cửa hàng là Auto Tuấn Huyền. Địa chỉ đơn vị là số 22 hoặc là số 46 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Các bác có thể qua hai cơ sở đấy để có thể xem xe và trải nghiệm anh chị nhé. Không gian ngồi bên trong thì em cũng quay rất là kỹ rồi. Nếu quá trình quay mà anh chị và các bạn đang cần xem chi tiết cụ thể chỗ nào thì hãy liên hệ em. Em sẽ quay cận cảnh hoặc chụp lại hình ảnh gửi cho anh chị và các bạn để các bác có thể xem và cân đối tài chính của mình. Cũng như là có cân nhắc có đến qua xem xe hay không. Đây là những phím điều chỉnh chức năng của chiếc xe vẫn còn rất là rõ nét. Rồi là những cái phần chi tiết bậc lên xuống này, hệ thống ghế ngồi, với ghế ngồi là chỉnh cơ thôi. Chất lượng ma ghế cũng như là những cái phần con ốc bản lề, cột kèo của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể đánh giá qua. Và những bác nào mà không hiểu biết về xe ấy, thì mình lên mang vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình check chéo, đảm bảo an tâm, tránh được những trường hợp gặp phải xe tai nạn, ngập nước, giúp anh chị và các bạn an tâm sử dụng xe. Đây là những cái phần như là vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng. Phía sau thì nó có cụm đồng hồ hiển thị thông tin, vòng tua và các thông số an toàn. Tổng quan về khoang lái của chiếc xe thì em cũng đã quay đầy đủ cho anh chị và các bạn. Bây giờ em mời anh chị và các bạn cùng đi ngắm qua về phần máy móc của chiếc xe để các bác có nhìn tổng quát nhất. Với không gian khoang máy của chiếc xe thì từ những con ốc bản lề đến những cái chi tiết ốc thanh rằng, rồi là những con ốc mặt máy, ốc chân máy, mọi chi tiết nó vẫn giữ được độ đẹp và độ nguyên bản cao. Đây là những chi tiết để các bác có thể tham quan. Keo mặt máy, mọi chi tiết đều còn nguyên. Ốc giàn cò. Đấy, những đường nét cho các anh chị bạn thấy bác chủ bác đi giữ gìn như nào. Và chiếc xe Hyundai Accent Blue phiên bản 1.4, nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất 2014. Lăn bánh quãng đường là hơn 75.000 km. Đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá 340 triệu. Giá này thì em vẫn còn giảm và thương lượng khi liên hệ trực tiếp online trên màn hình. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ. Xin chào và hẹn gặp lại.